chỉ cần đi câu một xíu thôi là cả xô cá như thế này. Sau đó thì em dùng cá để thả lòng bắt câu fish, rồi em đi kéo lòng lên. Câu fish rất nhiều và con rất to, toàn là khủng long bạo chúa không. Cái hương vị của câu fish bản địa ở vùng Tây Bắc Mỹ có thể gọi là tuyệt phẩm. Sau đó thì em sẽ nấu một số món theo cái phong cách riêng của mình. Đó là một số cái hình ảnh ở trong cái video này. Xin được chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với Billy Nguyễn. Hôm nay là Chủ nhật, em sẽ đưa mọi người tiếp tục vào cuộc sống đời thường dân dã ở vùng Tây Bắc Mỹ. Đó là cái hoạt động giải trí đi câu cá rồi dùng cá làm mồi để bắt câu fish. Câu fish ở Việt Nam mình còn thường gọi là tôm hùm đất. Một buổi sáng Chủ nhật của những ngày hè bắt đầu bằng sự rực rỡ của những tia nắng ấm áp buông xuống không gian lặng yên, lặng suy tư vân vương ngoài mộng mơ. Cô đừng nhớ đến một nàng thơ. Gió đông lùa về mang những ê chề hú hồn. Ôi thôi bỏ đi. Một buổi sáng Chủ nhật của những ngày hè bắt đầu bằng sự rực rỡ của những tia nắng ấm áp, nhưng không gian ở vùng Tây Bắc Mỹ lại mang đến một cái vẻ đẹp độc đáo và khác biệt với những cái nơi khác. Đó là sự bao bọc bởi những dãy núi cao chói lọi trước cái nắng ban mai và tạo nên một bức tranh hùng vĩ. Đây là một vùng núi rất cằn cỗi và huyền bí, không có dải xanh bát ngát của cây rừng nhiệt đới. Cảnh quan nơi đây giống như là một cái sa mạc khắc nghiệt với những cái dãy núi hòa mình trong màu nâu hổ phách của đất, đá, sỏi và cát. Không có nhiều bóng cây xanh, không có dải cỏ xanh tươi, thay vào đó chỉ có những cỏ vàng ống ả dọc theo các dốc núi, tạo nên một sự hiếm có và đặc biệt trong cái vẻ đẹp khắc nghiệt nhưng quyến rũ của cái vùng này. Không khí trong lành mát mẻ làm cho ta suy tư vân vương ngồi mộng mơ. Cô đừng nhớ đến một nàng thơ. Thôi bỏ đi, sơ hở là nó hát. Không khí trong lành mát mẻ đưa ta vào một thế giới hoang sơ, nơi âm thanh của tự nhiên là một bản phối nhạc tuyệt vời. Tiếng rì rào của lá cây khi gió lay nhẹ thổi, tiếng rì rào của sóng nước chảy vội từ dòng sông, tất cả hòa nghiện nên một không gian yên bình và thư giãn. Một cái cảm giác yên bình lan tỏa từ những thảm cỏ vàng ống ả, nơi những đàn chim bay lượn trên bầu trời rộng lớn, ánh sáng ban mai như là một bức tranh sống động, làm tô điểm thêm cho vẻ đẹp hoang sơ của vùng Tây Bắc Mỹ. Mỗi tia nắng mặt trời đều làm bừng sáng những đỉnh núi, tạo nên những bóng nước lung linh, làm cho không gian trở nên yên lặng, suy tư vân vương ngồi mộng mơ. Nữa hả? Đó là một buổi sáng hoàn hảo để bắt đầu cuộc phiêu lưu đi câu cá, rồi dùng cá để đi bắt câu fish. Nơi thiên nhiên hùng vĩ và sự hoang sơ hòa nghiện tạo nên một không gian tuyệt vời cho những cái trải nghiệm khám phá mới lạ. Xin mời cô chú anh chị và các bạn hãy cùng nhau trải nghiệm một cuộc sống dân dã ở vùng Tây Bắc Mỹ. Nào, chúng ta cùng bắt đầu nhé. Tang 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 tum 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 tum. Chỗ này là một cái cây cầu cho đường xe hơi người ta chạy đó mọi người. Để em lên quay cho mọi người xem cái đường xe chạy ha. Đây giống như cái bờ kè đó, cái khu vực này người ta đổ nhựa để cho xe đạp đi hoặc là người đi bộ đi tập thể dục quanh cái con sông này đó mọi người, chứ xe hơi không có được chạy trên này, xe hơi chạy ở dưới này đó. Còn những cái đường nhựa ở trên này là chỉ để cho mấy cái xe máy không phải xe máy nữa, lộn, xe đạp với lại xe với người đi bộ đó, coi chút. Đây là cái cây cầu này đó, mình có thể đi lên trên này cho mọi người xem. Đây là một cái cây cầu. Bên xa xa bên kia có một cái cây cầu nữa đó cô chú. Ở bên đó cây cầu lớn hơn cây cầu bên này. Nhưng mà tụi em đang câu ở bên cái cây cầu ở bên này. Cô chú biết sao mà chui dưới cầu không? Đứng dưới cầu nó mát lắm, nó không có nắng. Hiện tại nhiệt độ ngoài trời lúc này khoảng là 100+ độ á. Khoảng 110 độ F. 110 độ F chứ không phải 110 độ C nha mọi người. Nên là đứng ở dưới cầu nó mát. Đây tụi em chui ở dưới cầu, đứng cầu dưới đây, nó rất là mát. Và nhiệt độ mà nóng như vậy á cô chú, cái nước sông này nó cũng sẽ rất là nóng.
nên là cái con cá ở khu vực này nó sống ở nhiệt độ lạnh quen á, tại vì cái khu vực của em cái khí hậu lạnh nó nhiều hơn cái khí hậu nóng, tức là trong một năm có 12 tháng thì cái khí hậu lạnh nó chiếm hết 2 phần rồi, một phần là khí hậu nóng thôi. Con cá thì nó quen với cái khí hậu lạnh rồi. Bây giờ thì nhiệt độ nước nó đang rất nóng, nước nó nóng, nhiệt độ nó nóng như vậy mà, thì con cá nó sẽ chui ở dưới cầu nằm nhiều lắm á cô chú, rất là nhiều luôn. Bây giờ tụi em sẽ câu cá để đem cái cá này đi bắt câu fish. Nắng đến nỗi mà cỏ cây không mọc nổi luôn á cô chú, cái núi nó không mọc cây nổi luôn á, tại vì nó quá nắng dính rồi nè. Cá ở đây nó nhiều lắm, nói chuyện chưa hết câu là đã dính rồi nè cô chú thấy không, nó nhiều lắm. Ồ, dính rồi. Đi câu cá ở cái vùng Tây Bắc Mỹ nó sướng ở cái chỗ là cứ ném xuống là giật lên, ném xuống là giật lên, nó dính liên tục. Mà không phải nó dính một con đâu, mà nó dính hai con, ba con cùng một lúc. Nó rất là nhiều cá luôn. Đây là cái loại cá bát, nếu như mình câu nó ở trên cái vùng nước của sông Clearwater thì mình có quyền bắt giữ mà không có một cái giới hạn nào cho nó cả, kể cả là kích thước nhỏ hay lớn, số lượng bao nhiêu, không có một cái giới hạn nào cho nó. Bởi vì trên cái con sông này rất nhiều cá bát. Ở trong những cái tháng hè thì cái nước sông này nó rất là trong, nó trong tới mức mà nó xanh luôn á cô chú, nó rất là sạch và xanh. Nhưng mà đến những cái tháng mùa đông thì nước rất là lớn, nhưng mà nó hơi đục một chút. Và trong những cái ngày nóng như thế này thì những cái người dân ở trong cái khu vực này họ có những cái hoạt động giải trí như là đưa thuyền xuống sông, lướt ván, tắm sông, phơi nắng và câu cá. Và thường họ chỉ câu cá là để giải trí thôi, tức là họ câu lên rồi họ thả xuống lại. Họ chỉ ăn cá hồi thôi. Cái số lượng người họ lấy cá bát thì nó rất là ít. Họ chỉ câu để giải trí là chính. Cá này nó hơi nhỏ cô chú, nên là thôi mình lấy thì mình lấy cái con lớn đi, nhỏ như này mình thả nó cho nó mai mốt nào nó lớn á thì mình lại bắt, chứ mình bắt chi mấy con nhỏ này, thả nó cô chú. Chín năm ạ. Ôi, khi mà cá cắn câu thì có khi mình kéo lên được, có khi thì nó sảy, có khi thì dính cá lớn quá thì nó kéo gãy cái lưỡi câu ra làm hai luôn. Nhỏ. Ở đây người ta không có giới hạn về cái kích thước, tuy nhiên là cá ở đây nó nhiều mà, nên là cá nhỏ mình thả bớt đi, khi nào nó lớn thì mình lấy. Ở bên kia người ta đang lái thuyền đi chơi đó cô chú. Người ta đi câu cá quá trời á cô chú. Đây chiếc thuyền câu nằm ở chỗ này nữa nè. Người ta đi mô tô nước người ta chơi thấy không. Ở đây thì thuyền nó rất là rẻ. Để sở hữu một chiếc thuyền hay là một chiếc mô tô nước, đối với những người công nhân có cái thu nhập thấp nhất, nó cũng là một cái điều rất dễ dàng. Chỉ là họ có yêu thích cái hoạt động này hay không thôi. Nếu họ đã yêu thích cái hoạt động này thì họ chỉ cần tiết kiệm là có thể mua được. Ngoài những chiếc mới còn có những chiếc cũ rất là rẻ, nó siêu rẻ luôn, chỉ có 1.000, 2.000, 3.000. Chỉ cần một tháng lương là họ có thể mua được, đối với những người công nhân. Mấy cái đại ca dịch trời á cô chú, rất là nhiều luôn. Ở trong cái khu vực này dịch trời, ngỗng trời, ngang rồi thiên nga trời, nhiều lắm. Mà cái người dân ở đây người ta chê thịt của nó hôi, người ta không có ăn. Ít người ăn được cái con này lắm. Dính hàng khủng long bào chúa rồi nè cô chú ơi, nó rất là lớn. So với cái giống cá bát, cái loại kích cỡ như thế này là nó rất lớn rồi đó cô chú. Quá đã quá đã. Cảm giác rất là phê. Cái loại cá này nó rất là mạnh mẽ, một khi nó cắn cậu thì nó giật dễ sợ lắm. Lại dính thêm khủng long bào chúa nữa rồi cô chú ơi, quá đã quá đã.
cái khu vực này cứ thả xuống là dính, thả xuống là dính. Cảm giác đó nó thật sự rất là yeah. Cá bự ha cô chú ha. Khi mà dính cá này cái cần nó quật xuống luôn á. Đã lắm. Dính một con cá quá bự mà con cá này nó bị sứt môi rồi. Tại vì người ta câu nó lên rồi người ta thả xuống lại á. Câu nhiều lần như vậy nó sứt cái môi luôn. Mà nó quá lớn nữa cô chú, con này nó bự lắm. Quá đã quá đã. Trải dài trên những cái con sông hay là những cái cánh đồng mênh mông, những đàn ngỗng trời, vịt trời hay là gà rừng tự nhiên á, ở đây nó nhiều lắm. Có thể thấy nó ở khắp mọi nơi luôn. Đi câu cá và được hòa mình trong cái thiên nhiên hùng vĩ, chúng không chỉ là những cái hình ảnh đẹp mắt mà còn là những cái sinh linh tự do sống chung với môi trường xanh tươi trên cái vùng đất này. Tuy nhiên á, là mặc dù cái loại gia cầm này thường xuất hiện gần nhà dân và nó xuất hiện ở khắp mọi nơi, nó đã trở thành một cái phần quen thuộc của cảnh quan nông thôn dân dã ở cái nơi này. Những cái thành phố lớn chắc là không có. Nhưng thịt của mấy cái con này thường là không được ưa chuộng ở nơi này nha. Nhiều người họ cho rằng cái thịt của nó là hôi, người ta không có thích ăn. Và có người họ cho rằng đó là bảo vệ môi trường, họ không muốn giết hại chúng. Gà rừng bắt đầu tối á, là chiều chiều á, là nó bắt đầu nó xuống cái khu dân cư, bắt đầu nó ăn uống á cô chú. Đây là mấy con gà rừng nè. Gà rừng đó, nó thấy người nó dạng ghê chưa. Dân cư đây là cái khu dân cư nè, cho nên là nó xuống riết rồi nó quen người, nó dạng luôn, nó không biết sợ nữa đâu. Bây giờ người phải sợ nó chứ nó không sợ người đâu. Ở Mỹ là động vật hoang dã sẽ sống chung với loài người luôn. Đây là cái núi nè cô chú, núi rừng đó. Núi rừng bạc ngàn ha. Thì đây là núi rừng bạc ngàn ấy, thì con gà nó sẽ trên núi nó xuống. Xung quanh đây là núi hết. Ở khu vực Tây Bắc Mỹ là bao quanh là núi hết. Nhà thì chỉ có một khúc nhà rồi núi rồi nhà rồi núi vậy đó. Mấy cái con vịt trời quá trời trên sông bày bày luôn á cô chú. Vịt trời mà giống như vịt nuôi luôn, nó nhiều quá. Tụi em thì thường rủ nhau đi câu cá ở gần nhà, nó gần nhà lắm, thường thì chỉ đi bộ thôi. Điều tuyệt vời nhất là ở đây nó rất là gần gũi và nó khiến cho cái việc đi bộ từ nhà ra sông không chỉ là một cái hoạt động câu cá không, mà nó còn là một cái cơ hội để tập thể dục và hòa mình vào trong cái không khí trong lành của tự nhiên. Không gian xung quanh ở cái nơi này nó giống như là một cái bức tranh tuyệt đẹp của không khí trong lành và sự yên bình. Cảm giác hít thở khí trời ngập tràn mùi của cây cỏ và hương của các loại hoa, khiến mỗi bước đi trở nên thư giãn và gần gũi với thiên nhiên. Ở đây động vật hoang dã sống chung với con người giống như là bạn đồng hành, tạo nên một cái sự hòa nghẹn giữa con người và thiên nhiên. Những chuyến đi bộ trên sông không chỉ là câu cá mà còn là một cái cơ hội để đắm chìm vào trong cái vẻ đẹp của thế giới tự nhiên này. Trên đường đi thì tụi em thường ghé lại những cái khu vực mà nó có những cái trái cây hoang dã, như là táo Mỹ hay là phúc bồn tử ở trong cái khu vực này nó nhiều lắm, nó lên theo cái con sông. Mỗi lần thì tụi em chỉ hái một hai trái thôi nhưng mà đủ làm cho cái buổi đi câu cá trở nên thêm một cái phần ý nghĩa. Nó gắn kết với những cái kỷ niệm. Khi hái trái cây và ăn trái cây hoang dã nó là một cái cảm xúc gì đó của một cái tuổi thơ. Như là những chiếc lá rơi từ trên cây xuống trên con đường rồi chúng ta đi qua mỗi ngày vậy đó. Và cái việc hái trái cây rừng ăn như là một cái cách để ôn lại những cái kỷ niệm, những cái ký ức ngọt ngào của tuổi thơ. Như những cái ngày mà tụi em đi học về ngày xưa đó, thường là đi bưng đi biển để hái những cái trái cây rừng với bạn bè. Nó rất là thú vị và đó là niềm vui của tuổi trẻ. Đó là cả một cái tuổi thơ. Những cái chuyến phiêu lưu nhỏ của tuổi thơ rất đơn giản là đi hái những cái trái cây rừng. Nhưng nó là cả một cái gia tài trong suy nghĩ của trẻ con. Nơi mà chúng ta kết nối với thiên nhiên và tạo nên những cái ký ức đáng nhớ suốt cuộc đời mà không thể nào quên được. Và lắm lúc chúng ta đi tìm kiếm lại những cái ký ức đó bằng cái việc hái trái cây rừng và ăn như thế này. Đây là mấy cái trái táo.
táo hoang dại nó mọc quanh bờ sông nhiều lắm. Ở Việt Nam mình gọi trái này là trái bơm. Nó chín quá trời rồi nó rụng lên gốc, đâu có ai ăn đâu. La quá là nó bóng lỏng lên liền. Ngọt như đường đúng không có chút. Cái giòn mà nó ngọt như đường. Không khác gì đường đúng không có chút. Trái quá trời trái luôn đó trời. Trời trái quá trời. Vì đây là cái cây táo hoang dã cho nên là không có ai chăm sóc nó. Vì không có ai chăm sóc nó cho nên nó sẽ bị mấy con sâu rồi mấy con ong nữa. Nó chăm chích. Nhưng mà nó không có phân thuốc. Mà một cái trái cây không có phân thuốc thì nó sẽ rất tốt cho sức khỏe của con người. Mẫu mã nó không đẹp, tuy nhiên là nó rất tốt cho sức khỏe nha. Nếu như mà muốn ăn cái số lượng lớn thì có thể lái xe tới đây rồi lấy cái thùng hái, chắc cũng cỡ mấy thùng, rất là nhiều luôn. Tuy nhiên là hái về thì đâu có ai đâu mà ăn. Ăn chỉ là để nhớ lại cái kỷ niệm, cái thời còn cởi truồng tắm mưa đi hái trái cây rừng. Rồi nếu như mà hái về để cho thì thật sự cũng không biết cho ai nữa. Mà nếu như mà hái về để ngâm rượu thì bây giờ ở nhà rượu trái cây của em rất nhiều rồi. Ở dưới góc nó rớt đầy, nó rụng đầy dưới đất mà cũng không có ai ăn đâu. Trái cây mua ở chợ về rồi để miết rồi nó héo úa luôn, chứ đâu có ai đâu ăn. Trái cây này giống như trái cây héo luôn rồi nè. Trái cây này giống trái cây đi câu cá. Cái giống này nè, cái giống táo này nè cô chú, ngọt lắm. Đi câu cá thấy ở ngoài sông nhiều lắm. Nhưng mà cái này là mua về chứ không phải hái nha. Cái này là mua đó. Mua về rồi để hoài cũng đâu có ai ăn. Để riết rồi nó héo, hư luôn, bỏ luôn. Có khi thì mua, có khi thì má cho. Đây là táo cả thùng luôn á cô chú. Cũng đâu có ai đâu mà ăn. Nào là táo, nào là lê, nào là bơm, nào là lê nè. Cũng đâu có ai đâu ăn. Quá trời, nó hư, nó thúi hết trơn. Rồi vài bữa lấy táo này ra làm phân bón cho cây thôi chứ đâu có ai ở đâu ăn. Nó sắp chuẩn bị thành phân bón cho cây rồi đó. Táo này nhiều giống lắm. Nào là táo nào là táo vàng nè. Rồi giống táo đỏ nè. Táo đỏ, táo vàng. Nhiều giống táo lắm. Ngọt lắm nhưng mà ăn trái hay trái chơi chứ ngày nào cũng ăn. Sao ăn nổi, ngán. Cái gì cũng vậy, vừa vừa, nhiều quá là ngán. Ngán rồi mua ăn chi. Không có mua nha cô chú. Cái này là khách hàng người ta cho mình á. Rồi má cho nữa. Rồi có khi thấy ở chợ nó bán quá rẻ đi, có mấy đồng bạc mà nguyên cả thùng, mua để đó, cái nào thèm thì ăn. Rồi cuối cùng không ăn, để nó hư. Rồi khi mà nó hư thì bắt đầu làm phân bón cho cây như thế này. Vài bữa nữa nó ôi mục ra thì nó rất tốt cho đất, tốt cho cây. Rồi sao không cho hàng sớm mà lại bỏ làm phân bón cho cây. Thật sự là cho nhiều lắm rồi. Cho riết mà người ta trốn luôn á cô chú. Cứ ló đầu ra là nó cho, ló đầu ra là nó cho. Ví dụ như khách hàng cho tụi em táo, rồi hàng sớm cũng cho tụi em táo. Rồi bây giờ không lẽ em lấy táo của khách hàng cho lại hàng sớm. Ủa, hàng sớm mới cho em táo mà. Đó, từ từ, nó lấn cấn ở chỗ này nè. Ủa, vậy cuối cùng ai cho ai? Ai hốt mà. Đây là cái số cá mà tụi em mới vừa đi câu về. Rất là nhiều ha. Em sẽ lựa lại mấy cái con lớn để chút nữa mình chiên ăn. Rồi một số thì em cắt nó ra, rồi làm mồi để bắt câu fish. Tụi em vừa đi câu có ăn xíu chứ mấy. Mà cá quá trời. Con nào con lấy hàng khủng không. Nhìn cá đã quá cô chú ha. Em đậu xe ở bên đó, rồi em qua bên này bắt câu fish. Ở trên núi này rất là đẹp ha cô chú ha. Cái vùng Tây Bắc Mỹ, ở cái khu vực chỗ em ở á, đồi núi nó như thế này, rất là đẹp.
này là vỏ trái đất nó kiến tạo. Ngày xưa nước đã từng lên trên cái khu vực đó rồi đó cô chú. Rất là đẹp ha. Ok, cái này em sẽ đẩy lên trên này. Cô chú biết sao mà cái này mà không đẩy ở dưới chỗ này mà phải đẩy cao xa vậy không? Tại vì cái nước sông đó cô chú, có lúc nó sâu, có lúc nó cạn. Không phải lúc nào nước sông nó cũng cạn vậy đâu, khi nó lên trên này. Mà đâu có biết lúc nào trên đập thì nó xả nước xuống. Có khi nó xả nước đó cô chú, nước nó lên trên này luôn. Thì khi mà em để cái bảng tên của em mà dưới này á, lúc mà nước nó lên á, nó dập dìu gì nè, xong bắt đầu cái bảng tên em nó lòn trong đá, nó chạy tùm lum hết á. Có khi mà để bảng tên em nó chạy lòn trong đá vô chỗ khác luôn, rồi nó kẹt trong đó mất. Cái bảng tên không phải mất mà lấy ra không được. Xong là em phải dùng cái kéo em cắt ra, dùng cái kéo cắt đứt bỏ luôn, vừa mất dây mà vừa mất bảng tên nữa. Cho nên là em chọn phương án là cái bảng tên để xa là trên đó đó, là an toàn nhất, không có mất và không có chạy đâu được hết á. Nước có lên đâu thì cũng không có ảnh hưởng gì đó. Đó. Trời ơi, con cá nó phóng kìa. Phóng một cái răng nữa trời. Đó, như con thuyền như vậy á, là người ta đi đánh cá rồi người ta kéo theo phao á cô chú, rồi người ta gia đình, rồi như con cái gia đình nữa cô chú. Đó, ta chở theo phao vậy đó. Rồi người ta cho con cái người ta, hoặc là anh chị em trong gia đình, hoặc là mấy con chó nữa. Ở Mỹ con chó nó quý lắm, giống như là con cái trong nhà vậy á. Nhiều khi người ta để cái phao đó xuống, người ta để hai ba con chó vậy đó, lên trên cái phao đó, xong người ta lấy xe người ta chạy, lấy ghe á, thuyền á, người ta chạy rồi người ta kéo cả con chó đi trên mặt nước vậy đó. Con chó nó ngồi trên đó giống như người vậy đó. Bên này người ta quý con chó lắm, người ta nuôi con chó y như nuôi con người vậy. Ta thương nó, ăn cái đồ ăn của chó nó cũng mắc tiền. Làm hình chữ nhật, hình chữ nhật nhỏ 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 đó cô chú. Bên này đường, chính giữa lên đường, và bên kia đường là mục đích cái những cái len này có chút cho mấy cái xe mà ví dụ họ đang chạy trên một cái làn đường này đi ha, xong sau đó cái họ buồn ngủ, họ lạc tay lái vô trong, vừa lạc tay lái vô trong mà chúng cái gồ ghê này nè, lúc đó cái xe nó ghê lắm, nó kêu ghê lắm, thì lúc đó người ta sẽ tỉnh ngủ, ta sẽ tỉnh ngủ để hạn chế tai nạn giao thông đó cô chú. Để em lại chiếc xe của em á, xong em lái em cán vô cái chỗ mà dành cho mấy người buồn ngủ ở đường ở Mỹ đó cô chú. Hồi nãy em lái vô thử cho mọi người xem thử là nó sẽ như thế nào ha. Thì ở Mỹ người ta muốn làm này để giảm thiểu tai nạn giao thông thôi. Cái xe mà nó chạy có khi là cái đường thôn quê mà cô chú, có khi là đang lái du dương buồn ngủ á, nói chung tài xế mà làm sao tránh khỏi mấy cái vấn đề đó. Nhưng mà cứ lủi vô đây đi là tỉnh liền à, lủi vô cái tỉnh liền à cô chú. Cái này là đường cao tốc á cô chú, cho nên là cái tốc độ chạy rất là ghê. Từ từ phía sau nó có xe, để chờ xe phía sau nó qua cái bắt đầu cái mình lên là mình bang á. Cái đường cao tốc là mình lên mình phải chạy đúng cái tốc độ của nó. Ở đây là 60 mai của chú. 60 mai là khoảng cỡ chắc khoảng 100 cây số này giờ của chú, lên là phải đạp liền. Đạp lên 60 mai liền. Xong rồi em lái vô mấy cái chỗ buồn ngủ nha cho cô chú. Đó. Đó, cô chú nghe ghê không? Cái đó là nghe qua điện thoại thôi đó. Đó, 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 đó. Có còn chú nghe cái tiếng ớn không? Đó là chống buồn ngủ á. Nhiều khi mình đang buồn ngủ, ví dụ mình đang lái xe gì ha, giả bộ đi bây giờ em đang buồn ngủ đi, em tấp vô đây cái đó, mình lạc tay lái vô cái là nó sẽ như vậy liền. Hoặc là mình lạc tay lái ra ngoài là nó cũng đó, đó, đó. Không, con chú thấy ghê không? Cái len của mình đi thôi, mình buồn ngủ mà lạc tay lái là tỉnh liền à. Cứ lạc tay lái là tỉnh liền. Nói chung là ở Mỹ nó cũng nhiều cái hay cô chú, rất là hay ha. Em thả mấy cái lồng thôi, ngày mai mình ra mình kéo thử là có hay là không. Ồ, em đang nói cái em có một cái dàn xe mô tô ở Mỹ.
ở Mỹ người ta thích chơi cái loại xe đó chứ người ta không thích chơi cái loại xe thể thao như kiểu kia, giống như là mấy cái dòng xe thể thao như ở Việt Nam mình hay chơi á, người ta ít chơi hơn, người ta thích cái này hơn. Cái khu vực này nó vậy á. Cái đường cao tốc này, cái lane đó là cái lane khẩn cấp, lane ngoài là lane chạy chính ha, lane trong này lane khẩn cấp. Nếu mà đậu của lane đó khẩn cấp á thì sợ là cảnh sát người ta sẽ dừng lại, người ta sẽ hỏi mình xe mình có bị gì không, có vấn đề gì không á. Nên là em đậu dạt ở dưới lòng lề đường này luôn, đậu ở dưới. Mình chạy dạt xuống dưới lòng lề đường này cái mình đậu xe. Thì khi mình chạy dạt xuống lòng lề đường này mình đậu xe thì mình cứ đậu thoải mái thôi, đâu có liên quan gì tới cái lane khẩn cấp đó. Khẩn cấp thì người ta muốn làm gì, nói chung mình không có liên quan tới cái con đường này nữa. Mình cứ đậu thoải mái thì không có lo cảnh sát hỏi hay gì đâu. Rồi bây giờ em sẽ đi xuống đó bắt đầu thăm lòng ha mọi người. Cái đoạn mà nước mà nó chảy ngược lại nó xoáy á cô chú, kéo lòng nó nhẹ lắm. Có cái chỗ nào mà nước nó chảy mạnh á, em kéo mà tét tay tét chân hết trơn, tuột da hết trơn. Nặng á cô chú, nó vướng đá rồi nó chảy. Nói chung là khu vực này kéo mà còn quay phim được là mừng nữa. Chứ còn mấy cái khu vực khác kéo là không quay được. Nước nó chảy mạnh quá kéo quay. Ui cha quá trời cô chú ơi. Quá trời là cô chú. Nhiều lắm á. Quá trời nè. Đang đưa ra sáng cho cô chú coi ha, cho nó rõ. Đây là cái lồng tiếp theo, nhưng mà con fish ở cái khu vực này nó thưa quá, cho nên là mỗi cái lồng nó chỉ có một ít như thế này thôi, không có nhiều. Mấy cái chỗ khác là con fish nó tràn ra ngoài luôn, cái này là ít quá. Đây là chiếc thuyền chở khách du lịch đi ngắm cảnh trên sông núi ở cái vùng Tây Bắc Mỹ. Người ta có thể lên thuyền và ngắm cảnh núi rừng rất là đẹp. Nó sẽ khởi hành cái thành phố của tụi em đi về sông Neck River và đi về sông Columbia. Những cái chuỗi sông này nó liên kết với nhau. Và cái hành trình đó là có thể nó sẽ thay đổi. Và một chiếc thuyền nó có tới 4 tầng hả cô chú? Rất là rộng luôn. Trên cái con sông này có rất nhiều đập thủy điện. Tuy nhiên là đập thủy điện thì người ta vẫn có thể cho thuyền chạy qua lại được bằng một cái cánh cửa rất là lớn. Em quan sát là em thấy cái chiếc thuyền này nó rất lạ ở cái chỗ là mọi người thấy chiếc thuyền thường nó chạy là nó có cái chân dịch ở dưới nước ha. Nó quay rồi nó làm cái lực đẩy, nó đẩy chiếc thuyền tới. Nhưng mà cái chiếc thuyền này nó chạy bằng cái vòng xoay rất là lớn luôn. Một cái vòng xoay này khi nó quay một vòng nó làm cái lực đẩy rồi nó đẩy thuyền tới. Mà em cũng không biết tại sao chiếc thuyền này sẽ sử dụng cái động cơ này nữa. Rất là lạ ha. Thường thì những cái chân dịch nó nằm chìm ở dưới nước, nhưng mà cái này nó nổi lên trên mặt nước. Theo em phỏng đoán thì chiếc thuyền này nó đang sử dụng động cơ hơi nước, một cái động cơ rất là cổ, cái thời xưa. Cũng có thể là cái khu vực chỗ em nó thích xài đồ cổ lắm. Cũng có thể là cái chiếc thuyền này nó có tuổi đời hàng chục đến hàng trăm năm. Và đó chỉ là cái phỏng đoán của em thôi, không biết là có đúng hay không. Nhìn nó rất là lạ ha. Em nhìn nó em đang mơ hồ về những cái thập kỷ trước kia. Ở trên cái con sông này có rất nhiều cảnh đẹp như thế này. Và ở trên cái con sông này cũng có rất nhiều cái đập thủy điện. Người ta chặn cái dòng nước lại để tạo ra điện. Nhưng mà không ảnh hưởng đến những chiếc thuyền chạy qua chạy lại. Bởi vì người ta có cái cửa ở bên góc bên trái. Thì thuyền người ta sẽ đi qua đi lại ngay cái cửa bên đó. Vừa tạo ra điện năng mà vừa không ảnh hưởng đến những cái chiếc thuyền lớn có thể di chuyển được. Rất là hay ha. Như là chiếc thuyền lớn này người ta sẽ đi xuyên qua cái đập thủy điện này bằng cái cánh cửa đó. Bây giờ sẽ kéo cái lồng tiếp theo. Hy vọng là cái lồng này nó sẽ nhiều hơn cái lồng hồi nãy. Đó là hy vọng thôi. Còn có hay không thì mình kéo lên mình mới biết. Rất hy vọng là nó nhiều ha. Ok, em sẽ đổ nó ra. Mấy cái lồng của hôm nay thì nó cũng hơi ít. Có nhiều chỗ là nó tràn ra ngoài luôn. Nhưng mà thôi kệ, bắt nhiêu đây đủ ăn rồi. Rồi ngày mai mình đi bắt nữa. Mỗi ngày chỉ bắt đủ ăn thôi. Chứ nếu mà thả lồng nhiều quá đó, lấy về nhiều rồi cũng đâu có ai ăn. Em cảm giác cái bữa ăn như thế này thì nó hơi ít, nên em thả tăng cường thêm lồng để ngày mai mình bắt nhiều hơn một chút nữa. Cái con rái cá này nó dễ thương quá, nó đang đứng nó nhìn em
cái mùi cá mà em đi bắt goldfish á, nó chạy tới nó kiếm á. Ở trong cái khu vực em ở là cái con rái cá này là nó lền xong luôn, nó nhiều lắm. Những cái con cá mà có cái kích thước khổng lồ dưới cái dòng sông này là mấy con rái cá nó lôi đầu lên nó ăn hết. Như đây là mấy con rái cá nó xuống nó bắt mấy con cá bự lên nó ăn nè. Trên đường đi bắt goldfish về thì tụi em ghé ngang vô cái chợ Walmart. Nó là một trong những cái chợ bán lẻ lớn nhất ở Mỹ. Tụi em sẽ ghé vô mua bắp và mua khoai tây về để nấu chung với goldfish. Những cái thành phố nhỏ như cái thành phố của tụi em thì cái bãi đậu xe lúc nào cũng thênh thang như thế này. Đường xá thì rộng rãi, chỗ đậu xe thì lúc nào cũng trống trải, rất là thoải mái. Cái bãi đậu xe này nó rộng, nó xa thăm thẳm ở dưới tuốt ở dưới kia. Bây giờ mình sẽ vào trong. Ở đây là cái chỗ bán bắp ở trong chợ Walmart. Cái giống bắp này là giống bắp Mỹ. Ở đây người ta bán 50 cent một trái. Nó rất là rẻ. Tại sao em nói nó rẻ? Một người công nhân mới vô nghề ở trong cái khu vực này là 16 đô, không có thấp hơn nữa. Vì đó là quy định rồi. Một người công nhân người ta chỉ làm 1 giờ thôi là người ta có thể mua 32 trái bắp như thế này. Vậy em mới nói là nó rẻ. Và đó chỉ là cái người lao động thấp nhất ở trong cái khu vực này. Còn đối với những người có bằng cấp thì cao lắm. Ví dụ như thợ nail của Việt Nam mình cũng rất giỏi. Là 1 giờ có thể mua được hàng trăm trái như thế này. Hàng trăm trái nha. Cái giống bắp này nó rất là ngọt. Và cái người Mỹ người ta chỉ thích ăn cái giống bắp mà nó còn sữa, tức là nó non. Nếu mà bắp bự mà nó hơi già một chút là người ta không có ăn. Thường là như vậy. Những cái người nông dân mà người ta trồng bắp để ăn thì lúc mà còn non người ta ăn không có kịp, nó già. Mà đối với họ già là Việt Nam mình là vừa đúng để thu hoạch. Nhưng mà họ không ăn nữa. Rồi họ biết cái người Việt Nam mình thích ăn trái bắp hơi già chứ không thích ăn trái bắp non còn sữa. Nên là họ kêu mình lên hái. Hái thoải mái đi. Cả vườn luôn, lấy xe tải lên chở cũng được nữa. Vì họ không ăn nữa. Và đó là cái văn hóa ẩm thực của người ta. Mình thì mình thích ăn hơi già già một chút. Người ta thì còn non sữa thì người ta mới ăn. Còn non sữa có nghĩa là mình móc vô cái hộp bắp rồi nó chảy sữa ra. Rất là non. Ví dụ như cái loại khoai tây đỏ này thì ăn nó rất là ngon. Ngon lắm. Một bịch như vậy á, một bịch như vậy cũng khá nặng cô chú. Thì nó chỉ có 5 đồng 98 thì cho 6 đô đi, 6 đô la, 3 phao à, 6 đô la 3 phao. 6 đô la 3 phao. Rồi. Như vậy thì mua một cái bịch này cũng chỉ có 6 đô la thôi à. Rồi mua 10 trái bắp thì chỉ có 5 đô la thôi. 10 trái chỉ có 5 đô la thôi à. Cả bắp và cả khoai tây cộng lại là chỉ có 11 đô. Rất là rẻ. Cái thức ăn ở trong cái khu vực này là nó siêu rẻ luôn á cô chú. Cái lượng bắp và cái lượng khoai tây này hai vợ chồng em ăn chắc phải cỡ 3 ngày mới hết. Mình vô đó mình mua cho đã, xong mình ra ngoài này nó có cái máy tự tính tiền á. Mình đến đây mình tự tính tiền rồi mình đi về luôn. Nó tự động hóa, mình tự biên tự diễn hết. Khi nào mình cần hỗ trợ thì mình bấm cái nút là có nhân viên tới hỗ trợ mình. Rồi mình thấy nó tự động hóa rồi không có ai á, bắt đầu nảy sinh ý định ăn trộm. Đừng bao giờ ăn trộm nha. Vì ở trong cái khu vực này cái tội ăn trộm nó rất là nặng. Và cái lý lịch đó nó sẽ mang theo mình đến suốt cái cuộc đời. Nó có đáng không? Ngoài bị phạt ngay cái lúc đó đó, thì cái cửa hàng người ta cấm mình bước chân vô trong cái cửa hàng của họ. Và khi mình nhận được cái lệnh cấm đó mà mình vẫn tiếp tục bước chân vô cửa hàng á, thì có thể đi tù đó nha. Đó là cái cách mà cảnh sát người ta bảo vệ những cái cửa hàng. Mình có quyền từ chối bất kỳ một người nào mà mình không muốn phục vụ họ. Cho nên là ở đây không có cái câu chuyện là anh đại hay là chị đại đến cạnh tranh phá hay là ăn trộm để cạnh tranh không lành mạnh đâu. Cạnh tranh là phải lành mạnh. Nếu không muốn nhận cái lệnh không được phép tới đây nữa. Và luật của mỗi tiểu bang thì nó mỗi khác nha. Em về tới nhà rồi đây. Bây giờ bắt đầu đổ goldfish ra rửa cho sạch. Rồi bắt đầu mình nấu. Cái con goldfish khi mà mới bắt về á, cô chú nó có rất nhiều cái con ký sinh trùng. Đó cô chú có thể nhìn thấy không? Nó bò lúc nhúc lúc nhỏ 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 trên cạn trên mình á. Nhiều lắm. Nhưng mà đừng lo. Bỏ muối vô đi. Nó rớt ra hết. Bỏ muối vô rồi mình còn luộc nữa. Luộc rồi mình còn nấu nữa. Không có một cái con gì nó có thể sống nổi hết trơn. Đây là cá mà em dùng để đi bắt goldfish mà em thấy nó lớn quá rồi em giữ lại để chiên ăn á. Nó rất là lớn luôn. Cái chảo này mà em để vô là nó không có vừa với cái chảo, mà cái chảo này to lắm nha. Em phải cắt nó ra làm hai. Một mình nó thôi là đã chiên một chảo luôn rồi. Quá trời bự luôn á cô chú. Sau khi mà cái nước nó sôi lên như thế này thì bắt đầu em bỏ cái muối Louisiana vô. Cái muối chuyên dụng dùng để nấu goldfish. Mình cũng có thể sử dụng cái muối khác nha. Sau đó thì em bỏ goldfish vô. Cái này là bơ được sản xuất ở Mỹ. Em thấy cái loại này nó rất là thơm. Nên có thể sử dụng cái loại này. Mọi người cũng có thể sử dụng cái loại khác.
mình thích cái nào mình xài cái đó. Em thích ăn bơ nhiều quá cô chú, nên em cho nguyên cục luôn. Bơ thơm. Sau khi mình bỏ bơ vô thì bắt đầu mình bỏ tỏi vô, mình phi cho nó thơm. Bơ thì nó cũng giống như dầu chiên vậy đó, nó sẽ làm cho tỏi được phi thơm, không cần sử dụng dầu chiên. Rồi sau đó mình bỏ cái muối chuyên dụng dùng để nấu codfish, và có thể bỏ đường nếu như mình thích. Muối và đường nó phụ thuộc vào cái khẩu vị của từng người ăn. Mình ăn cái khẩu vị nào thì mình nêm cái khẩu vị đó, nó không có một điểm chuẩn nào cả. Ẩm thực ngon nhất là cái khẩu vị của cái người ăn cái món đó. Sau đó thì em vớt nó ra, em xào với bơ tỏi. Lý do tại sao em thường xào với bơ tỏi vì em thấy nó hợp với cái món này hơn. Và nó có rất nhiều cái món ngon, tuy nhiên là em không có cái gia vị để nấu những cái món đó. Vì ở cái khu vực này không dễ để tìm thấy những cái cửa hàng bán gia vị của Việt Nam, rất khó. Trong những cái video sau này em sẽ làm codfish với rất nhiều món, nào là xào me, nào là rang muối, đủ thứ món hết. Sau khi mà em luộc xong rồi thì em bỏ bắp với lại khoai tây vô. Chỉ cần 1-2 trái bắp là đủ hai vợ chồng em ăn rồi, không có cần nhiều hơn nữa. Nhiều ăn không có hết đâu. Một cái chảo như này thì nó cũng nhiều quá cô chú. Như một gia đình ví dụ như là hai vợ chồng đi thì ăn như đây là no, ăn no luôn. Tại vì nó ngoài cái codfish này ra cô chú thì nó còn có bắp và nó còn có khoai tây nữa. Mà khoai tây thì ăn rất là no nha, bắp nó cũng no nữa. Rồi ăn chung với lại cái codfish này là cô chú. Một chảo như thế này là như hai vợ chồng ở trong một cái gia đình có hai vợ chồng á là ăn no luôn. Tính ra là hôm nay mình đi bắt codfish thất bại, không được nhiều, nhưng mà như vậy là cũng đã đủ ăn, không có thiếu chút nào. Nhưng mà nó sẽ không có những hình ảnh đẹp cho cô chú xem thôi. Ví dụ mình kéo lồng lên mà có nhiều codfish á thì cô chú nhìn cái lồng cũng thích ha, cái người xem cũng thích. Tại vì cái lồng nó đầy rất nhiều codfish thì nhìn nó hấp dẫn hơn. Còn cái lồng nó ít quá thì nó thật sự thì coi nó cũng không có thú vị. Codfish em xào xong rồi cô chú. Nhưng mà em muốn cho nó có một cái màu xanh, hoặc là em cũng thích cái mùi hành lắm, nên em muốn cho miếng hành vô cho nó thơm đó cô chú. Cái hương vị hành thì Việt Nam mình thì thích mà. Sau khi thực hiện xong cái món này thì em sẽ dẹp nó ra, coi như là xong, kết thúc, hoàn thành. Rồi bây giờ em cho cái nồi này lên để chiên. Cá thì đây cô chú, cá này á là em đã lăn bột rồi. Cái bột này giống như là cái bột nó ướp gia vị sẵn rồi. Cái bột này nó vừa ăn cô chú, giống như là cái bột để chiên gà rán KFC rồi cô chú, tựa gì á. Thì nó giống như cái bột đó đó, nó nêm gia vị sẵn rồi nó bán cho mình. Mình mua về xong bắt đầu cái mình ướp cho con cá. Rồi bây giờ em chỉ chờ dầu sôi á thì em thả cá vô chiên thôi. Dầu nó sôi dữ lắm rồi đó. Bắt đầu bây giờ em thả cá vô. Con cá khổng lồ. Quá trời quá đất con cá hả cô chú? Dầu rất là sôi luôn á cô chú, rất là nóng luôn. Nó sôi quá, nó thả vô một cái là cái bột nó vàng liền đó cô chú, mà con cá nó săn lại. Nếu mà mình chiên cá mà mình đi là lửa nhỏ thôi chứ thì con cá nó sẽ bị nhão ra, rồi mình lật á là nó sẽ bị dính chảo. Còn mình chiên cá mà mình đi lửa lớn mà nó sôi gì đó, mình lật con cá này cô chú nhìn thấy em vừa lật lên á là nó không có bị dính cá vô chảo đâu. Em chiên cá này mai em đem ra cho má mi ăn. Má mi cũng thích ăn cá này lắm. Tại hồi sáng má mi cũng có hỏi là có cá không đó. Nên là em cũng chiên đem ra cho má mi ăn. Nhưng mà ngày mai á là ăn nó sẽ không có ngon bằng hôm nay. Dù bây giờ mà chiên xong á cô chú, mình đem ra mình ăn liền á nó ngon lắm luôn á. Tại vì thứ nhất là cá rất là tươi nè, thứ hai nữa là nó nóng, mà mình chiên nóng mình ra ăn nó giòn ngon.
Nhưng mà nếu mà cô chú để ngày mai không ngon nữa. Em thì ở đây không biết quay gì cho cô chú xem hết á. Ở đây thật sự là nó cũng buồn, không có gì để chơi, không có gì để quay cho cô chú coi. Tại vì cái khu này Tây Bắc mà thành phố nó cũng nhỏ nữa, không có nhiều chỗ để ăn chơi nhảy múa rồi này nọ đâu. Mà em cũng không có, bản tánh con người thì nó cũng đã không nó thích chơi bời, không thích nơi đông người nữa. Thì bây giờ đi quay cho cô chú xem thì cũng biết quay cái gì, nên thôi cứ quay về cuộc sống hàng ngày. Mình sống sao thì mình quay vậy, mình nấu ăn gì thì quay cho cô chú coi, mình đi bắt cái gì đó cũng quay cho cô chú coi. Ví dụ như em đi bắt COVID á, thì bắt cũng không có ai ăn hết trơn á. Cho nên là khi nào có người tới chơi ở đâu, ví dụ người ở thành phố xia đồ, ví dụ như ông già đồ ổng xuống, hay là có người thân gì đó tới á, thì mới đi bắt về rồi làm. Chứ còn bình thường em cũng ít đi bắt lắm thôi chú. Tại bắt về không có người ăn. Thứ nhất là bắt về không có người ăn á. Thứ hai nữa là em muốn đi bắt cái con COVID này á, là chỉ để quay cho cô chú coi á, để giống như coi cho vui thôi, chứ bây giờ cũng không biết quay gì nữa. Em chiên cái con cá nó vàng tươm luôn ha, cô chú ha, nhìn nó đẹp ha, nhìn nó ngon. Em muốn chiên cho nó giòn rồi ăn, nhưng mà đừng có chiên quá giòn thôi, quá giòn thì nó không còn thịt nữa. Nhiều khi em chiên cũng để quên đó, quần qua quần lại cũng nó cháy hết trơn thịt, không còn gì để ăn hết trơn. Nên chiên cũng phải tập trung để ý chứ, đi vòng vòng hồi tới nó cháy cô chú. Giờ như con cá này là em thấy được nè cô chú nè, em sẽ gấp nó ra cái chỗ này luôn để nó ráo dầu quá cô chú. Này nó nhiễu dầu xuống nè, nó sẽ ráo dầu luôn. Ăn dầu nhiều nó không có tốt chút nào. Con này thì chưa được nè, em cho nó chút nữa. Con này ok nè cô chú. Đó em vớt ra đây á, là dầu nó nhiễu xuống đây nè cô chú. Dầu nó nhiễu xuống đây là nó sẽ cá mình nó không có bị thấm dầu cô chú. Nhiều cô chú cũng mến cái channel của em, cũng mến em làm mấy cái cuộc sống đồ á, cuộc sống ở Mỹ thì cũng quay cho cô chú coi, chứ cũng không biết làm chủ đề gì. Thì cuộc sống hàng ngày có làm sao thì em làm vậy thôi, quay cho cô chú coi cuộc sống hàng ngày dân dã. Cuộc sống của người Việt ở miền thôn quê ở Mỹ đi. Ở đây nói thôn quê thì nó cũng không có đúng, nhưng mà nếu mà nói thành phố thì nó đúng chính xác là thành phố, nhưng mà thành phố nó nhỏ quá. Mà thành phố nó nhỏ quá thì có thể gọi là thôn quê đi. Em vừa nấu ăn xong rồi cô chú. Cái đây là COVID thì cũng vừa nấu xong ha. Thì em cũng cá đây em cũng chiên xong rồi. Cá này thì tụi em chắc ăn cũng một con hai con gì đó, còn hai con thừ lừ đó mai để cho mami. Nói chung là tụi em không có nấu cơm. Có cơm nhưng mà không ăn cơm. Ăn COVID chứ ăn bắp với lại ăn khoai tây với cá là no rồi cô chú. Ăn cơm nhiều nó cũng không tốt đâu. Tại vì cơm nó chỉ cung cấp tinh bột đường là nhiều chủ yếu, chứ còn nó không cung cấp nhiều vitamin đâu cô chú. Nhưng mà nhiều tinh bột đường quá thì nó làm cho mình béo phì, tăng cân mập đó cô chú. Ok, bây giờ mời cô chú và các bạn cùng ăn cho vui ha. Đây có chén nước mắm này cô chú. Chén nước mắm này để ăn cá chiên đó cô chú. Bây giờ em sẽ mời cô chú con cá này đi. Mời cô chú ăn con cá này nha. Cá này thì em chiên bột lên ăn ngon lắm cô chú. Cái thịt nó tựa như con cá điêu hồng đó cô chú ạ. Đây. Mời cô chú ha. Ngon lắm á cô chú, nó tựa như con cá điêu hồng. Nhìn nó thì giống con cá rô hả cô chú, nhìn nó giống con cá rô hơn. Nhưng mà cá rô ở Việt Nam ăn không có ngon. Cá rô ở Việt Nam em ăn nghe cái mùi nó tanh lắm, em không thích cái loại cá đó.
Cá điêu hồng thì em thích lắm. Công nhận con cá này ngọt thiệt á. Mình mới câu lên đó cô chú, rồi mình làm mình ăn liền ngọt. Ví dụ như mà em câu cá lên á, rồi sau đó em bỏ tủ đông, rồi khi nào ăn đem ra chiên á, hết ngọt rồi cô chú, nó lạc rồi, cá nó không ngon nữa, có khi nó tanh nữa, không ngon. Cho nên bữa nào mà muốn ăn á là đi câu bữa đó. Mà ăn cá giết nó cũng ngán cô chú. Cho nên là phải bữa cá bữa thịt. Em nói ví dụ như ở Mỹ mà nghèo đi, không có tiền, thì có thể đi câu cá vậy ăn, có thể bắt tôm vậy ăn, cô phít rồi đó cô chú, có thể đi bắt nghêu, sò, ốc hến, nhiều lắm. Cái khu chỗ em thì nó không có nghêu, sò, ốc hến, nhưng mà đi xuống dưới kia thì có, nhưng mà nó hơi xa, mà nó xa thì đi nó cũng khó khăn á cô chú. Chứ nếu mà chịu khó đi xuống đó phải ở lại. Cái loại cá bát này cô chú, có người Mỹ á, người ta ăn, nhưng mà có người Mỹ người ta không ăn. Nhưng mà thường á nha, em lấy cái đa số nha, chứ không có lấy cái số ít. Thường á thì người Mỹ người ta không thích ăn cái con cá bát này. Có thể là cái hương vị của cái con cá bát này nó sao ta, cái mùi của nó. Người Mỹ người ta rất thích ăn con cá hồi nha. Cá hồi bán đầy chợ hết trơn á. Cá hồi mà thịt đỏ cô chú, bán đầy chợ hết trơn á. Thì người Mỹ người ta ăn cái con cá đó, người ta thích cái mùi, cái hương vị của con cá đó. Chứ người Mỹ người ta không thích ăn cái con cá này, tại vì ăn cá này người ta nói nó tanh. Thứ nhất là nó tanh, thứ hai là nó có xương. Ví dụ như nó có xương vậy nè cô chú. Thật ra đối với người Việt Nam mình như vậy không phải là xương, giống như con cá điêu hồng mình ở bên Việt Nam cô chú, nó đâu có nhiều xương. Nhưng mà đối với người Mỹ là nó có nhiều xương, người ta thích ăn giống như con cá hồi, rồi phi lê ra nguyên một cục thịt bự thù lù gì đó, rút xương hết ra rồi bán nguyên cái miếng thịt phi lê gì đó, người ta thích ăn vậy. Mấy đứa cháu ở nhà em nó không biết ăn cá, dụ như cá này nè, dụ em chiên xong em đưa nguyên con vậy là nó ngồi nó nhìn con cá, hai đứa nhìn nhau thôi chứ không biết làm gì nữa hết, nó đâu biết ăn thôi chứ. Đây đơn giản chỉ là một cái video về cuộc sống đời thường của tụi em ở tại vùng Tây Bắc Mỹ, với việc là giải trí bằng cách là đi câu cá rồi lấy cá làm mồi để bắt câu fish vào trong những cái ngày chủ nhật. Cuộc sống đơn giản nhưng đầy khấn khởi của tụi em ở tại vùng Tây Bắc Mỹ sẽ tiếp tục chuyển động với những trải nghiệm thú vị trên vùng đất hoang sơ tuyệt đẹp này. Sau một ngày nghỉ để đi câu cá và bắt câu fish, tụi em tự hào khi mang về niềm vui và đủ thực phẩm để làm nên một bữa ăn miễn phí cho gia đình. Mặc dù là cái lượng câu fish nó hơi ít, không có nhiều, vì em thả ít lòng thôi, nhưng đó là đủ để tạo nên một bữa ăn ngon miệng cho gia đình. Tụi em đã tăng cường thả thêm một ít lòng để lần sau có nguồn câu fish nhiều hơn cho cái video nó thêm thú vị. Liệu rằng là những cái lòng mới này có tạo nên một nguồn câu fish dồi dào hơn hay không? Hay tụi em phải đối mặt với những thử thách mới là không có cái con nào luôn? Vậy thì xin mời mọi người tiếp tục theo dõi trong cái video sau với tựa đề Câu cá to và săn bắt câu fish cho bữa ăn miễn phí ở vùng Tây Bắc Mỹ, tập 2 series 27. Mong rằng cô chú anh chị và các bạn luôn đồng hành cùng tụi em trong những cái video sau. Nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những khoảnh khắc thú vị trong cuộc sống đời thường dân dã ở tại vùng Tây Bắc Mỹ tuyệt đẹp cùng tụi em. Đăng ký kênh là nó không có tốn tiền. Đăng ký kênh chỉ là... làm gì ta? Xin được cảm ơn toàn thể cô chú anh chị và các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ. Hẹn gặp lại mọi người vào cái tập tiếp theo. Chúc mọi người luôn hạnh phúc, luôn bình an. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.